Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Trải nghiệm 21 ngày. Hôm nay, tôi tham dự thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Tân Mỹ, tọa lạc số K18, ấp Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Giáo xứ Tân Mỹ thuộc giáo hạt Hóc Môn, Tổng giáo phận Sài Gòn. Bổn mạng của giáo xứ là Thánh Giuse. Dựa vào trang giáo xứ giáo họ Việt Nam, tôi sẽ chia sẻ đôi điều về lịch sử của giáo xứ Tân Mỹ cho các bạn biết nhé. Vào năm 1961, trong chương trình giải tỏa nhà dân sống trong thành Quang Trung, một số ít gia đình công giáo từ khu Đài Phát Tuyến, Quán Tre về đây lập nghiệp. Do khu vực này ở xa nhà thờ, nên họ đã xây lên một ngôi nhà nguyện nhỏ. Năm sau, cộng đoàn nơi đây được công nhận là giáo họ của giáo xứ Bùi Môn, mang tên giáo họ Tân Bùi. Năm 1967, cha Phaolô Đỗ Kim Phan về đây, cùng với giáo dân khởi công xây dựng thánh đường ngày 19 tháng 3 năm 1968. Ngày 7 tháng 6 năm 1970, giáo họ Tân Bùi được tách khỏi giáo xứ Bùi Môn, lấy tên là giáo xứ Tân Mỹ. Thank you.
cảm ơn các bạn đã xem xong clip này. Nếu thích, vui lòng nhấn like, share, subscribe và chuông để nhận được clip mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.